chơi bắt sắp nhá. Ok, bắt đầu thôi. Bài hôm nay thì mình sẽ chỉ có một đoạn duy nhất thôi, từ bắt đầu với động tác đầu tiên luôn. Rồi, động tác đầu tiên mình sẽ có những cùng một cái như thế này. Thì các bạn sẽ cho tay lên và xuống như thế với mình, tay phải ở trên, tay trái ở dưới. Ok, chào phát, phiu, sau đó mới rút dần và lôi ra và như thế này. Tiếp theo, mở chân trái, xoay hông, xoay như thế này với mình. Chân phải thì mọi người sẽ xoay gót chân phải và sau đó mọi người sẽ nhún 1, 2, 3. Ok, tiếp theo này, đổ trụ từ chân trái qua chân phải và lại làm lại là đất. Ok, chân 4, nhún 1, 2, 3, đổ trụ về đằng đằng đất. Còn tay ha, mọi người về dáng 1, 2, 3. Khi đổ trụ sang thì mọi người sẽ hất tay phải lên trước và tay trái với theo sau. Em lại về. Rồi, lặp lại theo nhìn cho mình nhá. Đi nè. 1, 2, 3, và 4, 5, 6, 7. Đi theo nhịp 8 thì các bạn bật nhẹ hai chân về giữa. Hai tay hất lên. Ok. Sau đó mình sẽ đi chân trái lên. Tay chỉ nâu nâu. Ok. Bắt đầu đi chân trái lên này. Nâu nâu. Nâu nâu. Đi hai lần ha. Và sau đó rút chân trái từ phía sau lên. Tay hất. Ok. Và sau đó ngồi chuẩn chắc để ngồi. Chúng dám như này. Khi ngồi dán này thì cái hông mọi người, cái hông mới sẽ đặt về cái chân phải ha. Ngồi này phải là cái dung nhẹ. Ok. 4 này. 5, 6, 7. Tiếp theo 8 thì bạn sẽ dùng cái lực này bật lên. 5, 6, 7. Bật lên. Ok. Khi bật lên thì các bạn ngồi dán tay như thế này ha. Khi bật lên thì bạn sẽ ok. Điều nó bật ra. Cái như con mèo ạ. Ok. 5, 6, 7. Okay, khi tay đan vào nhau 1, 2, 3, 3 lần đúng không? 1, 2, 3.
thì ngồi dậm lượt này, trái phải trái, cái trái cuối cùng thì ngồi dậm nhún xuống và ngửa ra. Ok, thử lại cái này nhá. X này, hông này, dậm chân nặng, rồi động tác tiếp theo mới xoay tay lên thoát ra phía sau. Ok, và sau đó thì vung tay như thế này hai lần và nhả xuống động tác này, dùng. Ok, đó là với tay. Còn bây giờ đang đây, khi tay làm quá lên thì ngồi sẽ bật nhảy chân phải lên. Ok, tay hất ra sau thì đặt chân phải sang ngang, hất sau như thế này, hất nhìn ngang tay của mình. Ok, tiếp theo từ đây mọi người sẽ bật cái chân phải về luôn ra phía sau. Ok, đổ phần hông sang phía bên phải như thế này ha, chân phải trùng trên cái nào, mọi người kéo lại trần nữa, kéo lên và đổ chân xuống, vút lên. Bây giờ thì mình sẽ nối lại cái đoạn trước cái đoạn này lên từ đây nhá. Ok, 7, 8 này, vút lên đúng nhịp này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, hất hông qua phải này, hông qua trái này, xuống, hất lên, lại bước ra xoay thẳng thấp, xoay thẳng thấp. Về xoay đầu qua lần xuống, 2, 3 lên, đánh không chỉ đích này, đấy, phản dậm này, trầm trầm xuống lên, bật lên chân hạ, hạ xuống, phun lên về, xoay xoay rút lên, ném, rút. Ok, bây giờ thì mình sẽ vào nhìn cùng mọi người thì hai đoạn này, 5, 6 vào năm,